Rồi vâng, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh bán hàng chơi dụng cụ và đồ nghề Nhật vải. Hôm nay xin giới thiệu đến anh em một số cái quạt ha. Một số cái quạt. Quạt này thì anh em nếu mà anh em làm thợ quảng cáo, anh em là làm tủ điện, bảng điện hay gì đó thì anh em đều có thể sử dụng ha, hoặc anh em là anh em là xài dụng cụ mà thí dụ chế máy đồ DIY hay gì đó. Ba cái dụng cụ mà anh em tự chế đó, anh em xài cái này cũng được ha. Đó, hoặc là làm tản nhiệt, hoặc là nói chung là rất là áp dụng được rất là nhiều thứ nha. Hút bụi hoặc cái gì đó cũng được đó, hút bụi trong phòng hoặc là thông gió hay gì cũng rất là ok nha. Rồi, hôm nay mình về số lượng được 30 cái. Anh em nào làm hết được thì cũng có giá rất là tốt luôn. Đó, thì mình sẽ nói chi tiết sơ qua về cái sản phẩm này. Tức là đây là một cái quạt của quạt xoay chiều ha, các loại là mô tô xoay chiều này đó, của Panasonic sản xuất tại Trung Quốc nha. Hàng của Panasonic thì nói chung là nó cũng chuẩn rồi đó. Thì đa phần những công ty sản xuất ở Trung Quốc nhiều đó. Em thấy thông tin ở trên đây của nó đều có hết nha đó. Thì tất cả những sản phẩm ở đây là nó chưa xài cho nên anh thử nó còn trong hộp. Còn một số cái thì nó bị mất hộp thì nó nằm rời bên ngoài nha đó, nó nằm rời bên ngoài. Cái dòng điện của nó sử dụng là 200V 200V 50 đến 60 Hz. Thực ra cái này anh em xài 220 nó vẫn ok nha, không vấn đề. Đó. Công suất của nó là 13W, 13W nha. Đó, hàng của Panasonic. Đó, công ty con của nó sản xuất cái này là Sun X Company Limited. Đó. Mã sản phẩm của nó là Asen 10414 ha, 10414. Đó, anh em tra thông tin này cũng đều có hết ha. Hàng này là tất cả đều chưa xài nha anh em. Đây để mình đo cái đường kính quạt của nó nè. Cái thực ra ở trên một số các thông tin nó tầm khoảng 10 11 nha anh em. Đó, nó tầm khoảng 11 ha. Cái đường kính của nó tầm khoảng 11. Cái chiều dày này của nó này nó tầm khoảng để mình đo cho anh em chính xác, cho anh em có thể chế độ đồ hay gì nó chính xác ha. 3.7 ha. 3.8 á, độ dày của nó là độ dày khung 3.8 ha. Đây cái độ dày của cái khung, rồi cái chiều rộng của nó là tầm khoảng 11.8 nha. Đó, 11.8 này hình vuông. Đấy. Nói chung là thông số này của nó nếu mà anh em nào đã rành rồi, rành về internet rồi mình có thể tra được hết nha. Không vấn đề. Đó, tất cả là hàng chưa sử dụng. Rồi hôm nay lô của mình về là tất cả là 30 cái nha. Đó thì anh em nào nếu mà làm hết thì sẽ có giá để anh em có thể là nhà anh em nào có cửa hàng á, mình muốn mua về mình bán ha. Thì ở đây em sẽ để cho một cái giá rất là tốt luôn. Đó, còn anh em nào mua lẻ, nếu mà anh em mua lẻ thì mình bán với giá là thí dụ như cái này nó không có hộp thì mình bán giá 150. Còn cái này mà nó có hộp á thì 170 ha. Đó, giá đó là giá lẻ nha. Còn giá sỉ thì anh em nào nếu mà muốn làm giá sỉ thì cứ điện thoại cho mình. Số điện thoại mình có để trên tiêu đề clip nha. Đó. Thì sắp tới mình cũng sẽ lấy một số cái hàng lô á, hàng lô về. Cho nên là thử ra là nếu mà anh em nếu là anh em nào nếu muốn làm mà muốn hàng gì á thì có thể dặn mình ha. Mình sẽ lấy cho anh em. Đây. Đây là hàng của Panasonic, công ty con của nó là Sun X Company Limited IG Japan. Ha. Đó, công ty này sản xuất ở Trung Quốc. Đó. Theo tiêu chuẩn của Nhật ha. Đó, rồi thì thông tin của mình clip của mình tới đây là hết nha. Thì anh em nào nếu mà có thông tin mà nếu mà muốn cần thêm thông tin gì thì vui lòng cứ inbox cho mình hoặc là điện thoại cho mình trực tiếp ha. Số điện thoại mình có để trên tiêu đề clip. Đó, giá sỉ thì anh em vui lòng cứ điện thoại cho mình nha, mình không công bố ở trên đây được. Đó, xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video ngắn của mình. Đó, xin chào và hẹn gặp lại.